Ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, gọi tắt BCI 2022. Kết quả cho thấy trong năm 2022, chỉ số BCI của thành phố Hồ Chí Minh đã tụt 13 bậc, khi từ vị trí thứ 14 trên 63 vào năm 2021, lùi về vị trí thứ 27 trên 63 vào năm 2022. Điểm sáng duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong báo cáo BCI 2022 chính là vẫn duy trì vị trí trong top 10 địa phương được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đánh giá có triển vọng tốt về môi trường đầu tư, khi xếp ở thang điểm 33,3. Hà Nội cũng bị rớt khỏi top 10 trong bảng xếp hạng BCI 2022, khi từ vị trí thứ 10 2021 tụt xuống vị trí thứ 20 vào năm 2022. Trong khi đó, Quảng Ninh vẫn giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng BCI 2022 với 72,95 điểm trên thang điểm 100, tiếp tục ghi điểm với nhiều sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính. Vị trí thứ hai là Bắc Giang sau khi cải thiện 29 bậc và 8,06 điểm so với BCI 2021 để vươn lên đạt 72,80 điểm trên thang điểm 100 trong xếp hạng BCI 2022. Ngày 11 tháng 4, ông Nguyễn Trí Hải, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cho biết cả 3 trạm đăng kiểm đặt tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng đã hoạt động trở lại bình thường để phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân. Cụ thể, trạm đăng kiểm xe cơ giới 4901S thành phố Đà Lạt, 4902S thành phố Bảo Lộc và 4903S huyện Đức Trọng được thuê hệ thống máy tính phục vụ kiểm định xe để hoạt động trở lại. Trước mắt, mỗi nơi có một dây chuyền đi vào hoạt động, đạt công suất khoảng 100 phương tiện một ngày một trạm đăng kiểm. Theo thống kê năm 2022, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng có gần 75.000 lượt phương tiện đến kiểm định. Trước đó, ngày 4 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt khám xét 3 trạm đăng kiểm trên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng để thu thập chứng cứ điều tra, xác minh những dấu hiệu sai phạm tại các trung tâm nói trên. Sau đó, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ nhân viên của trung tâm và thanh tra Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng để điều tra về tội hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy, còn gọi là Bích Thủy TV, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú thành phố Hồ Chí Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bà L có quen với Thủy nên giữa năm 2017, Thủy nói bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi giữ xe và Thủy có mối quan hệ với lãnh đạo bệnh viện, nên ai muốn đấu thầu thì sẽ giúp, chi phí là 500 triệu đồng. Bà L không có tiền nên giới thiệu NVT, NHT cho Thủy. Hai người này tới bệnh viện khảo sát đồng ý tham gia đấu thầu. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, hai bên gặp nhau và Thủy giới thiệu mình là phóng viên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông HT đưa cho Thủy 300 triệu đồng và yêu cầu viết giấy biên nhận. Giữa tháng 8 năm 2017, Thủy nói không giúp được và không trả lại tiền. Tháng 8 năm 2020, ông T thấy Thủy livestream một sự kiện ở Bình Dương nên tìm tới đòi tiền, nhưng Thủy nói không quen rồi bỏ đi. Sau đó, ông này tới công an trình báo sự việc. Công an xác định những thông tin Thủy đưa ra là không có thật. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng không có phóng viên tên Nguyễn Thị Bích Thủy từ tháng 1 năm 2015 đến khi Thủy bị bắt. Tối ngày 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Phi Hùng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2022, trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đã thực hiện các khoản thu không đúng với nhu cầu thực tế của trường. Thời điểm này, ông Hùng được ban đại diện cha mẹ học sinh ủy quyền thu, quản lý, sử dụng đối với các khoản thu của học sinh tại trường. Tuy nhiên, sau khi thu tiền của học sinh, ông Hùng đã báo cáo ban đại diện cha mẹ học sinh ít hơn thực tế số tiền thu được, nâng khống các chi phí sử dụng từ nguồn tiền thu được. Qua đó, ông Hùng đã chiếm đoạt số tiền khoảng 800 triệu đồng.
Sáng ngày 11 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trong đó nổi bật là vấn đề nguồn kinh phí để duy trì hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm, chủ yếu được đầu tư từ các chương trình dự án, kinh phí địa phương rất hạn chế, không ổn định và cấp muộn. Một số trạm y tế chưa làm tốt công tác quản lý bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe cá nhân, chăm sóc sức khỏe cho một số đối tượng cần quan tâm. Một số trạm y tế xã chỉ thực hiện quản lý người bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường, nhưng không được cấp phát thuốc. Kinh phí cho hoạt động về bệnh ung thư, hen phế quản còn hạn chế. Tỷ lệ người dân chưa có thẻ bảo hiểm y tế tại một số địa phương chiếm tỷ lệ cao, gây ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý, điều trị bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm. Kết quả giám sát bước đầu cũng cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, thách thức cho y tế dự phòng rất lớn. Song y tế dự phòng vẫn chưa thực sự được đánh giá đúng tầm quan trọng. Nhiều người dân vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong 3 năm 2020-2022, tổng số tiền đã huy động để phòng chống dịch COVID-19 là hơn 236.452,549 tỷ đồng. Tổng số ngân sách nhà nước đã phân bổ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân là 131.259,371 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, vấn đề nổi lên hiện nay là vướng mắc trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Các quy định hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị chậm được điều chỉnh, dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ sai từ sau các vụ việc tiêu cực đã được phát hiện. Sai phạm trong mua sắm vẫn còn ở nhiều mức độ khác nhau, có vụ việc đến mức phải xử lý hình sự. Từ kết quả giám sát, đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết sau giám sát, trong đó cho phép thanh toán, quyết toán một số chi phí, xác lập tài sản sở hữu toàn dân liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cụ thể là cho phép thanh toán, quyết toán chi phí đối với thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị thực tế, sử dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay mượn trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, theo giá và thủ tục thanh toán do chính phủ quy định.